Tính đến hết tháng 12 năm 2022, có 28 cơ quan đơn vị thực hiện tiếp nhận hồ sơ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính Công, tỉnh Lào Cai. Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, cấp tỉnh hiện có 28 cơ quan đơn vị tiếp nhận hồ sơ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính Công của tỉnh, gồm 19 sở ban ngành thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai, 4 đơn vị ngành dọc trung ương đóng trên địa bàn, thành phố Lào Cai, và hai doanh nghiệp cung ứng dịch vụ công. Ngoài ra còn có các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ phục vụ người dân khi có nhu cầu. Tại cấp huyện, xã thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo nghị định số 61 năm 2018 của chính phủ, giảm phiền hà và cắt giảm thời gian, chi phí đi lại của người dân, tổ chức khi giải quyết thủ tục hành chính. Năm 2022, toàn tỉnh đã tiếp nhận giải quyết và trả kết quả tại bộ phận một cửa ở cả ba cấp với tổng số gần 394.600 hồ sơ.